nhận bé Phúc tròn 3 tuổi. Hôm nay gia đình ta tổ chức sinh nhật nha, gồm có bác Đạo này, bác Nhẫn này, đấy mẹ Hoa này, Bố Khánh này, bác Nghĩa này, chú Kiên này, cô Niên này, đấy. Và hôm nay thành viên không thể thiếu được là em Vũ Bảo Ngọc đồng hành cùng Mano nha, Mano. Mano, Đức Phúc nào, Đức Phúc nào, các bạn nhiệt nào.